Các em cùng quan sát ví dụ số 1. Nghiệm của phương trình sin x bằng -1 sẽ là gì? Thì ở đây đề bài cho chúng ta 4 đáp án để chúng ta lựa chọn đây. Đáp A, đáp B, đáp C và đáp D. Các em chú ý ở đây, tất cả các giá trị K của chúng ta đều là thuộc số nguyên nha. Ở đây có thể đề bài không ghi nhưng chúng ta phải hiểu như vậy. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ cùng phân tích đề bài. Nghiệm của phương trình sin x bằng -1. Đây là một phương trình. Phương trình lượng giác cơ bản nhưng lại là vào trường hợp đặc biệt. Đúng chưa? Và trường hợp đặc biệt này, phương trình chỉ có một họ nghiệm thôi. Đấy, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi giải chi tiết. Ta có đây. Sin x bằng -1. Nhớ lại trường hợp đặc biệt đầu tiên. X sẽ bằng là trừ pi trên 2 cộng với k2pi với k thuộc số nguyên. Được chưa? Thì đối với một cái phương trình bất kỳ, bao giờ khi các em tìm được nghiệm, các em cũng phải kết luận. Đây là bước bắt buộc nha. Vậy phương trình có họ nghiệm là tại sao lại họ nghiệm? Các em chú ý ở đây, vì ở đây phương trình nghiệm của chúng ta là chứa k, với k là một số nguyên thì mỗi giá trị nguyên k thì chúng ta được một nghiệm, vậy nó tạo thành một cái họ nghiệm. Họ nghiệm này nó có công thức chung là như vậy, được chưa? X bằng trừ pi trên 2 cộng với k2pi. Và đây k vẫn thuộc số nguyên z. Ok chưa? Vậy từ kết quả chúng ta tìm được, bây giờ chúng ta đối chiếu. Thì ở đây có đáp án B là trùng với kết quả của chúng ta. Và ta chọn đáp án B. Vậy là ví dụ 1 của chúng ta đã hoàn thành rồi.